Xin chào anh chị em nhà đầu tư. Clip ngày hôm nay sẽ cập nhật cho anh chị em về cái xu hướng của thị trường chứng khoán của chúng ta trong cái giai đoạn này, cũng như là cái góc nhìn để cho anh chị em có những cái hành động cho cái danh mục của mình nhé. Rồi, thì cập nhật nhanh về thị trường trong cái giao dịch ngày hôm nay, thị trường chứng khoán của chúng ta đang ở ngưỡng 1230 0.06. Thì anh chị em có thể thấy ở đây là chúng ta nhìn đa khung thời gian ngày tuần tháng, thì anh chị em thấy là nó đi lên trên này, thì chúng ta đang có cái vùng là cái mốc tâm lý, đúng không? Cái mốc tâm lý ở quanh vùng đỉnh cũ là 1230, 1250 đấy. Và cái vùng 1230 hay 250 này nó cũng tương ứng là cái vùng cản của cái đường cản chéo. Nếu mà chúng ta kể những cái đường cản chéo ra thì nó sẽ trùng trong giai đoạn này đó, nên là ở đây là một cái vùng nó hợp lưu, nên là nó sẽ tạo ra những cái gọi là về mặt tâm lý ở trong khi mà nó đi lên. Vấn đề thứ hai, thị trường mà nó càng đi lên cao thì nó càng tạo ra cái tâm lý chốt lời, đặc biệt là anh chị em thấy cái nhịp tăng này của thị trường này, tăng thẳng đứng đi lên, thì chúng ta thấy là cái cách nó tăng điểm thì nó liên tục là nó tăng chốt đứng, cho nên là cái việc mà khi mà thị trường nó gãy xuống nó sẽ tạo ra những cái gọi là áp lực cung bất ngờ, thì lúc đó nó sẽ tạo ra những cái sự hoảng loạn ở trên thị trường. Bây giờ cái trạng thái tâm lý của thị trường thì nhiều nhà đầu tư là anh em đang ngồi canh nhau là cái mốc là 1230 là bán hay chưa, hay là còn tiếp tục nắm giữ đó. Và bây giờ bắt đầu là chúng ta sẽ thấy là media nè, ở truyền thông nè, hoặc là các kênh YouTube là bắt đầu là hô hào nhiều các mã cổ phiếu X2 đó, đặc biệt là những cổ phiếu là đã tăng nhiều trong năm vừa qua, là bắt đầu là nhiều cái mã rồi anh em hô X2 đó, xong rồi là bắt đầu là nhiều cái clip là anh em hô lên là sẽ còn đến vùng này, sẽ còn đến vùng kia, rồi bắt đầu là những cái xu hướng là tiếp tục nắm giữ hay là bán hết, đúng không? Thì tất cả những cái thứ đó thì em sẽ trả lời trong clip ngày hôm nay. Clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói với nhau về vị thế giá cổ phiếu nó mới quyết định hành động đó, vị thế giá cổ phiếu nó mới quyết định hành động như vậy, chứ không phải là cái câu chuyện chúng ta khẳng định nha. Tại vì sao? Anh chị mà view lại những cái clip mà em phân tích ở trước đó ở dưới những vùng dưới đây này, đó, hoặc là trong giai đoạn mà thị trường nó đi trong biên này nè, đó là nguyên cái giai đoạn này nè, đó là bản thân em hay nhắn ở trong nhóm khách hàng này, là mua gom đó, mua vị thế, mua trong biên độ. Thì đối với anh chị em là khách hàng mua gom thì chúng ta cứ kiên trì chúng ta mua gom trong đoạn này thôi, và chúng ta luôn chờ được một cái phần sức mua đó. Thì cái rủi ro nhất của anh chị trong giai đoạn này là thị trường nó về 900 hay 1.000 thì chúng ta vẫn có sức để chúng ta mua. Còn nếu mà trường hợp mà thị trường nó vượt đỉnh đi lên thì là lúc đó chúng ta sẽ vào, chúng ta gia tăng vị thế. Thì cái vị thế của anh chị em nắm từ những giai đoạn này nè, vị thế rất tốt. Cho nên là đối với em là khi mà anh chị em đã có những cái phương án đúng, vị thế tốt, cách chúng ta xử lý ở trong những giai đoạn này tốt, thì đến bây giờ anh chị em không cần phải quá lo lắng. Đó, thị trường nó đi lên nhưng mà nhiều cổ phiếu nó vẫn nằm trên xu hướng tăng, thì chúng ta không việc gì chúng ta phải bán, tại vì anh chị phải xác định là thị trường đang trên một cái kênh giá đi lên này đó, nó đi lên này nó gặp cản đó, thì là cái câu chuyện mà nó điều chỉnh là bình thường. Thì nếu mà anh chị em chấp nhận những cái mức lỗ về mặt tạm thời đó, thì anh chị em cứ để cho nó rung lắc, đúng không? Nó có bây giờ thị trường nó có rung lắc quá lắm đó, thì nó cũng quay lại vùng 1152 đấy, nó là trường hợp quá lắm nha, còn không thì nó phải thủng qua từng nấc, mất vùng 1200 rồi nó mất luôn đó, hỗ trợ phía dưới này đó, thì nó mới về dưới cái vùng đây, nó 1155 gì đó đó, khoảng đó. Thì khi nó lùi về dưới những vùng này đó, thì ngược lại là nó lại mở ra vị thế mua, mà khi mà thị trường nó về đến những vùng này thì nó còn chưa về đến những cái vùng mà anh chị mới mua nữa đó. Cái đó là về cái vị thế của thị trường, đúng không? Đấy, giai đoạn đó như có những bạn cổ phiếu như MBB đó, là anh chị thấy là bây giờ cái vùng vị thế anh chị mua quanh vùng giá 18 luôn. Nếu mà chúng ta chấp nhận những cái rung lắc thì chúng ta ôm theo sóng ngân hàng, đánh trung dài hạn đi đó, thì bây giờ nó có rung lắc về tầm giá 19-20 thì vẫn là những cơ hội để anh em mua đó, và chưa vi phạm hỗ trợ, chưa về đến vùng giá vốn đó. Cho nên là cái vị thế
mà anh chị em nắm giữ, thì cổ phiếu nó mới là quan trọng, nó sẽ xác định chúng ta là hành động cái gì trong giai đoạn này, hành động là nắm giữ, hành động là bán hết hay là như thế nào. Đó, và vị thế tốt nó quyết định rất nhiều điều nha. Cho nên là cái thời gian mà thị trường ở dưới đây nè, em có nói với anh chị em khách hàng, em không chắc chắn, em cũng không biết là thị trường nó đi lên vùng 1.250 trong bao nhiêu lâu, trong tháng nào, đó, không thể nào biết được. Tại vì nó còn ảnh hưởng bởi các yếu tố vĩ mô ngành, thị trường, dòng tiền. Nhưng mà cái mà chúng ta làm việc với nhau cái giai đoạn đó là gì? Là lên với nhau một kế hoạch mua bán rõ ràng. Đó, lên với nhau một cái kế hoạch mua bán mà chúng ta chấp nhận với nhau là cái câu chuyện rủi ro của thị trường. Đó, và nếu mà thị trường nó xấu thì chúng ta xử lý cái danh mục ra sao. Còn nếu mà thị trường nó tốt thì chúng ta xử lý danh mục ra sao. Đó, thì nó sẽ thì em nghĩ là cái kỹ năng mà tăng hạn danh mục. Đó, tăng hạn danh mục ứng xử với những cái giai đoạn của thị trường nó quyết định. Còn câu chuyện ví dụ như bây giờ chỉ có những cái clip mà như là anh em khẳng định là thị trường nó sẽ về vùng này về vùng kia, ok, có khẳng định đó, khẳng định, nhưng mà cái giai đoạn thị trường nó đi ngang tích lũy, chúng ta không dám mua cổ phiếu, chúng ta không nắm giữ được cổ phiếu, thì nó không có cái ý nghĩa gì khi mà thị trường nó lên 1.250, mà cho dù nó có lên được 1.300 đi nữa mà anh chị em không mua cổ phiếu thì cũng rất rủi ro đó. Đây là thì cũng không có ý nghĩa, đúng không? Rồi thứ hai là bây giờ cái vị thế của những cái người mà anh chị mua gần những cái phiên này như thế này nó khác nhau như gì. Ví dụ như bây giờ anh chị em là những người mua cái vị thế ở trên này, nó mua những cái phiên gần đây, thì chúng ta phải xác định với nhau một cái điều đó, là thị trường đi lên, người nắm cổ phiếu càng về sau thì giống như hòn than nóng, hòn than nó truyền đến cái tay người nào ở đằng sau thì cái người đó người ta nắm nhiều rủi ro. Và bây giờ thị trường anh chị em thấy là nó tăng một cái nhịp này đi lên, chưa điều chỉnh tương đối lớn một cái nhịp nào để gọi là tạo ra một cái lực cầu mới, thì anh chị em có thể thấy và RSI ngắn hạn nó đang trên vùng cao. Thì anh chị em phải đặt ra cho mình một cái câu hỏi là nếu đấy thị trường mà nó gãy xuống dưới đó, bây giờ thì chúng ta đang chỉ có đang nói với nhau một cái câu chuyện đơn giản là ở thị trường nó có thể gãy về vùng 1.200 thôi, đúng không? Đó, nhưng mà nếu mà anh chị thử đặt cho mình một cái câu hỏi là nếu mà gãy xuống 1.200, đúng không, mà nó gặp cái gọi là sự bán hoảng loạn của nhà đầu tư nhỏ lẻ và nó gãy về vùng 1.550 đi đó, thì anh chị em đang mua hàng ở những cái vị thế ở trên này nè, thì anh chị em làm gì? Đó, cổ phiếu chỉ có vi phạm hỗ trợ hay không đó, rồi bán thì bán mức nào đó, và chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải xử lý vị thế, tại vì là chúng ta đang là người đến sau trong cái con sóng này đó, chứ không phải là bây giờ anh chị cứ đi nghe người ta nói là thị trường còn tăng đến vùng này vùng kia, nhưng mà anh chị em mua những vùng đỉnh ngắn hạn nó điều chỉnh tầm 50-100 điểm thì chúng ta bị dính những vùng lỗ, và sau đó là chúng ta phải chấp nhận là cắt lỗ thì thị trường nó lại hồi lên nó tăng tiếp, thì coi như là lúc đó là chúng ta lại mất hàng, và quyết định đó, nó sẽ gọi là sai lầm chồng lớn sai lầm nha anh chị. Đó, đó, quyết định nó sẽ bị chồng lớn sai lầm nha. Đó, thì cái này là cái mà em nghĩ là cũng phải nói ra để cho anh chị em nhà đầu tư chúng ta định được cái thị trường, tức là một cái phương pháp, không phải là lúc nào chúng ta cũng cố chúng ta gọi là cố ăn đâu, tại vì sẽ có những cái giai đoạn mà chúng ta thấy là chúng ta cố ăn được một vài like, một vài giá, nhưng cái vị thế của thị trường nó rủi ro, thì anh chị em thấy khi mà thị trường nó vào điều chỉnh, nó vào những cái pha rũ bỏ đó, thì lúc nào cái gọi là cái người cầm hàng nó cũng rất là mệt đó. Và như những cái cú này của thị trường này, khi thị trường nó bắt đầu là nó tăng mạnh, nó tăng những cái cú nước rút này, đầu khi nó rũ xuống này, nó xong nó hồi lên lại này, đó, xong bắt đầu nó rẽ xuống, nó hồi lên lại này, đó thì những cái cú này nó tạo ra rất nhiều sự FOMO. Và nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn là những người mà người ta mua trên này. Còn trong những giai đoạn mà thị trường anh chị thấy, những giai đoạn thị trường đi ngang, những giai đoạn thị trường tích lũy này, thanh khoản thấp này, thì ai là người mua hàng, đúng không? Ai là người mua hàng? Ai là người mua trong những cái phiên mà 6-7 ngàn tỷ, đúng không? Đó. Còn những cái phiên mà 10 ngàn tỷ, 20 ngàn tỷ, thì ai là người phân phối ra, ai là người bán ra, đúng không? Đó. Thì chúng ta phải tự chúng ta hiểu những cái câu chuyện đó. Và cái mà anh chị ở trên thị trường chỉ có quản trị được, nó là cái quản trị được cái túi tiền của mình, cái vị thế cho cổ phiếu thôi. Còn những thứ còn lại trên thị trường, ví dụ như là cổ phiếu nó tăng đến vùng này, tăng đến vùng kia ấy, đó, thì cái đó nó là dòng tiền, nó là sự may mắn này chị. Nhiều khi cổ phiếu anh chị em nắm nó không có dòng tiền, nó không tăng ấy, nhưng mà chỉ cần một hôm thôi nó có dòng tiền, 3 phiên nó tăng mấy chục phần trăm, nó là câu chuyện rất bình thường đó.
Rồi cái thứ hai nữa là trong cái câu chuyện nút lời ấy, thì anh chị cần lưu ý điều gì? Thì giai đoạn vừa rồi ấy, em thấy là có một cái là nhiều anh chị em nhà đầu tư là gọi là chúng ta bị gọi là phân vân giữa câu chuyện chốt lời. Thì bây giờ em cùng chia sẻ anh chị em một xíu về cách chúng ta chốt lời. Ví dụ như bây giờ anh chị có thể kể ra những cái đường trendline rất đơn giản ở trên thị trường này. Đấy, những đường trendline đơn giản, đúng chưa? Là nếu mà trường hợp chúng ta ôm cổ phiếu thì anh chị em cứ view những đường trendline. Đấy, ví dụ như thị trường chúng ta nó gãy đi những đường trendline ngắn hạn này thì là bắt đầu là chúng ta thoát những cái vị thế, hoặc là anh chị em dùng ý chi thì có thể đặt ra những vùng hỗ trợ là 1.200 đó, để mà chúng ta chính thức chúng ta thoát vị thế ra đó. Tức là chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị cho mình một cái kịch bản. Thì cái kịch bản đó là gì? Đó là cái trend. Ví dụ như cổ phiếu nó tiếp tục giữ cái trend này bám đi lên đó, thì chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ cổ phiếu đó, không vi phạm hỗ trợ được nó chưa bán đó. Còn dụ như trường hợp mà cổ phiếu nó gãy cái trend này đúng không, đó, nó đi xuống như đây, tức là nó vi phạm hỗ trợ, thì khi mà cổ phiếu nó đi, giống như chuyện trường hợp này, chị thấy những cú gãy trend không? Là những lúc chúng ta phải bán nhiều. Thì những cái cú này á, thì có phải là anh chị em chấp nhận là chúng ta không bán cỡ đỉnh, mà chúng ta chỉ bán được khi mà nó xác nhận tín hiệu thôi. Tức là luôn luôn là xác nhận tín hiệu thì chúng ta sẽ chấp nhận không bán cỡ đỉnh. Thì trong cái câu chuyện bán cổ phiếu thì nó sẽ có hai kiểu bán. Một là bán chặn lại, tức là bán theo kỳ vọng đầu tư, anh chị em thấy lại là đủ đó, thì anh chị em bán. Tức là như bây giờ những cổ phiếu như là ngày hôm nay thấy có GVR này đó, ngày hôm qua anh chị em nào lỡ bán thì ngày hôm nay đừng tiếc, tại vì là chúng ta đã bán được chặn trên, đúng chưa? Và nếu mà ngày hôm nay nó hồi lại thì chúng ta không tiếc đó. Nhưng mà anh em nào mà ô cổ phiếu ở dưới hỗ trợ đi, thì bây giờ cổ phiếu nó tăng lên chưa chắc anh chị em đã bán, thì khi nào ít nhất nó phải gãy với hỗ trợ vùng 26.5 này nè, thì lúc đó chúng ta mới kích hoạt cái sự bán ra đó. Nên là cái câu chuyện là bán theo hỗ trợ thì phải gãy hỗ trợ mới bán, còn bán chặn lại thì là chạm mục tiêu, chạm kháng cự thì là chúng ta bán. Đấy, thì cái câu chuyện ở trên thị trường em nghĩ là anh chị em phải biết mình là ai, đấy, cái phương pháp mình mua thế nào, mình bán ra sao đó, thì chúng ta mới tồn tại được lâu ở những thị trường. Thường thì anh chị em hay có cái thói quen là khi mà thị trường càng tăng nóng, càng tăng rướng thì chúng ta lại càng không muốn bán, sợ bán xong cổ phiếu nó tăng đó. Nhưng mà khi thị trường nó gãy mạnh thì bắt đầu chúng ta lại chờ hồi đó, mà nó vào những cú này nè thì nó lại nuôi cho anh chị em một cái tâm lý là hồi lên bán, hồi lên bán, nhưng mà nó không hồi ấy, mà nó hồi lên thì anh chị mới không muốn bán. Nhưng mà đến lúc mà nó ép như thế này nè, và những giai đoạn mà là nó ép cho cạn cung, ép cho gọi là mất niềm tin luôn đó, thì là những lúc mà chúng ta lại lôi ra chúng ta bán nhiều đó. Thì những cái nhà đầu tư dài vốn này, đó thì là những người mà người ta chìa tay ra để người ta hứng cái lượng hàng của anh chị em nhỏ lẻ. Mà cái chu kỳ ở trên thị trường nó sẽ lặp đi lặp lại, lòng tham của con người thì nó vẫn như vậy, mọi thứ thì đều có thể thay đổi, nhưng mà bản chất con người thì nó sẽ vẫn như thế đó. Cho nên là ngày hôm nay em mới làm một cái clip, em không nói nhiều về cái câu chuyện là dự thị trường sẽ đến vùng này đến vùng kia, để cái câu chuyện đó nó quá xưa cũ rồi. Cái giai đoạn đó là giai đoạn dưới đây nè, để em lại xử lý được với anh chị em cái câu chuyện là chúng ta đã mua rồi và chúng ta đã đúng xu hướng rồi đó, hàng thì chúng ta đã có trong tay, vì thế chúng ta tốt rồi, chúng ta không còn quá lo lắng. Nhưng mà cái câu chuyện bây giờ em muốn nói với anh chị là bây giờ chúng ta phải nhìn cái vị thế của chính bản thân mình. Anh chị đừng có nhìn qua xung quanh, cái người bên cạnh người ta chả quyết định gì đến cái số tiền, đến cái danh mục của anh chị cả. Chỉ có anh chị biết là cổ phiếu của anh chị đang ở vùng giá nào, vị thế của anh chị đã sao, sức mua thế nào, đó, mờ ghi an toàn hay không. Đấy, thì là những cái mà anh chị em nên quan tâm đó, nên cân nhắc để chúng ta đưa ra những cái sự lựa chọn cho chính mình đó. Và chúng ta phải đưa ra những kịch bản, chứ không phải là chúng ta cứ gọi là chờ thị trường nó điều chỉnh rồi, xong rồi khi mà mọi người đề ra bán té tát á, là chúng ta mới bắt đầu chúng ta hỏi anh môi giới là giá này bán được kia em, mà giá kia bán được kia em, chúng ta phản loạn. Thì nó không phải là sự chủ động nha anh chị. Chủ động là chúng ta biết trước là chúng ta sẽ hành động ra sao khi mà thị trường nó về đến vùng giá đó. Đó, thì chúng ta phải có những cái sự chủ động đó thì chúng ta mới tồn tại được lâu ở trên thị trường anh chị. Còn khi mà chúng ta cứ tăng lên thì chúng ta tham lam, giảm xuống thì chúng ta sợ hãi hoảng loạn, thì cái tâm lý của anh chị luôn luôn là bị gọi là quay cuồng trong cái vòng quay là quay cuồng trong cái vòng quay giữa là tham lam và sợ hãi thôi. Và nếu mà như vậy thì, và nếu mà cứ bị quay cuồng trong vòng quay tham lam sợ hãi như vậy thì dần dà anh chị em cũng tự đào thải mình ra khỏi cái cuộc chơi tài chính thôi. Ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều nha. Thì cái này là một cái clip em nghĩ là chia sẻ cũng là khá chi tiết về cái góc nhìn và vị thế. Đấy. Ok, thì chúc anh chị em đưa ra được những cái quyết định thật là phù hợp và sáng suốt cho cái vị thế cổ phiếu của mình nha. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Nếu mà anh chị em còn đang lăn tăn về các cái vị thế cổ phiếu, các cách xử lý danh mục của mình, thì có thể nhắn tin em theo số ở trên màn hình.
0931 hoặc là 0398688020 để Đức có thể đồng hành hỗ trợ cùng anh chị em. Ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều nha. Chúc anh chị em giao dịch thành công. Bye bye anh chị ạ.